Mọi người lui lại đi. Nên hiếp người quá đáng, từ chuốc lấy khổ. Lần này giáo sư thị thương lại mất cân lượng. Phải biết rằng kiêu ngạo tức là sự thiệt thòi. Ông đã bị thương, đi đứng không tiện, mau đi đắp thuốc đi, để tránh sau này có tật. Các người đưa giáo sư vào nhà nghỉ, nhặt lên số cân lượng trên đất gửi tặng cho làm giáo đầu. Nhớ cả mời giáo đầu vào nhà chồng, chúng ta hôm nay uống say một bữa. Hồng giáo đầu, xin mời. Tôi không thể nhận túi nhân lượng này. Lâm Xuân không phải là kẻ tham lam, tôi chỉ muốn lấy lại 10 lượng của tôi thôi. Hồng giáo đầu khoan đã,
xin hãy trả lại cho tôi 10 lượng bạc tôi đã mượn của đại quan nhân. Không được giết người. Không giấu đâu, không giấu đâu. Giết cho ta.
quan nhân, bao gọi dừng tay, không được làm phạm nhân lao thành bí thước. Các người cứ để cho làm xuống, thí chuyện tai nạn của mình. Các người có thấy trên mặt ông ấy có chút sợ hãi gì không? Cũng để cho những tên ức hiếp người tay không tất sắc, thân mang công cực, biết được hạ hiếp người là tử làm giúp mình thôi. Ra, bỏ xuống dưới đất, bỏ trong đống đất đó không? Được. Vậy Lâm Sùng lấy gậy làm thương. Hãy xem thương pháp của Lâm gia đi. Hay lắm. Mười lượng bạc đó, Lâm Xung hạ mình thấp giọng, bất chấp thể diện của một giáo đầu của 80 vạn cấm quân, cắn răng nhắm mắt thốt ra, cầu xin Xài Đại Quan Nhân mượn được.
chỉ vì tặng cho quản doanh của Lao Thành không bị đánh đến tàn phế, để mai sau khỏi phải dãy dụa trở về Đông Kinh đoàn tụ với thê tử. Ngày sau lấy công chuộc tội, tìm lại sự tôn nghiêm của con người. Thật sự bất đắc dĩ, đã đắc tội nhiều. Con người ngươi độc thật